biệt danh, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/vietjack-official-store. Hi, thân mến chào các bạn học sinh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video bài giảng Chinh phục địa lý lớp 12, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Cô Hiền chúc các bạn sẽ có một tuần học thật nhiều năng lượng và hy vọng là thông qua video bài giảng này sẽ giúp các bạn tìm hiểu, khám phá sâu hơn về kiến thức địa lý lớp 12 và hy vọng nó cũng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn thi. Vậy bây giờ các bạn đã sẵn sàng để cùng cô tìm hiểu bài học ngày hôm nay chưa nào? Nếu đã sẵn sàng rồi thì xin mời các bạn sẽ cùng hướng mắt lên trên màn hình. Rồi, chúng ta sẽ cùng tham gia một game nho nhỏ nhé. Game này mang tên là thử tài đặt tên. Cô có hai bức hình ở trên màn hình và các bạn hãy dựa vào cảm nhận cũng như suy nghĩ của bản thân mình để đặt cho cô tên liên quan đến nội dung của hai bức hình này. Sau đó các bạn hãy chia sẻ cho cô xem khi nhìn vào hai bức hình này thì các bạn có suy nghĩ, có cảm nhận như thế nào. Ok, cô rất hy vọng sẽ nhận được sự tương tác của các bạn bằng cách chúng mình comment ở bên dưới video của cô nhé. Nào, xin mời các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Các bạn có muốn nghe cô Hiên bật mí không? Nếu là cô Hiên ấy, thì cô sẽ đặt tên cho bức ảnh thứ nhất. Đó là gieo nhân nào gặt quả ấy. Tại sao cô lại đặt tên như vậy? Bởi vì rõ ràng cô thấy ở hình ảnh đầu tiên này này, đó, thì có một người đàn ông đang chặt phá cây. Những cây này là cây gỗ lớn được trồng ở địa hình đồi núi dốc, đúng không? Sau đó cô nhìn thấy tiếp ở bức ảnh thứ hai. Sự kiện thứ hai đó là khi có mưa lớn xảy ra, không còn lớp phủ thực vật bao phủ nữa, thì nhà của anh ta đã bị ngập trong nước lũ. Vậy rõ ràng anh ta chặt cây nên hậu quả anh ta là người gánh chịu. Đó, tiếp tục chúng mình cùng chuyển sang bức hình thứ hai nào. Ở đây thì cô nhìn thấy có một sự đối lập giữa hai thành phố. Với một thành phố thì không có cây xanh nên là nhiệt độ ở ngoài đường rất là cao. Còn một thành phố thì có cây xanh bao phủ nên nhìn rất xanh mát, đúng không? Nhiệt độ thì ôn hòa, đấy, chỉ rơi vào khoảng 18-20 độ C và cao hơn nữa thì khoảng 26 độ C. Nếu là cô Hiên thì cô sẽ đặt tên cho bức ảnh này đó là sự đối lập. Vậy hai bức ảnh này thì có liên quan gì đến nội dung bài học ngày hôm nay và thông điệp mà cô muốn gửi gắm thông qua hai bức ảnh là gì? Thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Bài số 5, vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm 4 mục tiêu chính như sau. Thứ nhất, các bạn sẽ cần trình bày và giải thích được sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên ở nước ta. Thứ hai, các bạn sẽ nêu những giải pháp để sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Mục tiêu thứ ba, chúng mình sẽ cùng chứng minh và giải thích được hiện trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta. Và mục tiêu thứ tư, chúng ta sẽ nêu các giải pháp để bảo vệ môi trường. Rồi, ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đi vào phần 1 La Mã để tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Ở trong mục 1 La Mã này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp lý 3 tài nguyên thiên nhiên chính. Một là tài nguyên đất, hai là tài nguyên sinh vật và ba là tài nguyên nước. Với mỗi loại tài nguyên này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem hiện trạng của nó đang diễn ra như thế nào. Thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu và phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên ở từng loại một. Và thứ ba, chúng ta sẽ đưa ra những cái hậu quả và đề xuất các giải pháp. Vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu và phân tích tài nguyên thiên nhiên đất. Hãy dựa vào hiểu biết của bản thân mình cộng với thông tin trong sách giáo khoa. Các bạn học sinh hãy cho cô biết hiện trạng suy giảm tài nguyên đất ở nước ta đang diễn ra như thế nào.
chúng ta có thể thấy tổng diện tích đất của Việt Nam năm 2021 theo thông tin sách giáo khoa cung cấp là 33,1 triệu hectare. Trong 33,1 triệu hectare này thì sẽ chia ra thành nhiều loại đất với các mục đích sử dụng khác nhau. Trong đó thì đất trong nông nghiệp chiếm đến 84,5%. Đất phi nông nghiệp chiếm 11,9%. Còn đất chưa sử dụng thì chiếm 3,6%. Và các bạn biết không, diện tích đất nông nghiệp của nước ta hiện nay thì đang trong tình trạng suy thoái ở nhiều nơi, mà biểu hiện cụ thể đó là sự suy giảm về độ phì này, nó bị xói mòn hay bị khô hạn, bị kết von, bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, sạt lở và bị ô nhiễm. Từ hiện trạng trên, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu nguyên nhân. Các bạn hãy dựa vào những hình ảnh gợi ý của cô trên màn hình cộng với thông tin trong sách giáo khoa cho cô biết có những nguyên nhân nào dẫn đến sự suy giảm tài nguyên đất đai ở Việt Nam. Thực ra thì có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm tài nguyên đất đai ở Việt Nam, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất đó là gì nào? Nguyên nhân thứ nhất đó là do nạn chặt phá rừng bừa bãi, đúng không? Đây, các bạn có thể thấy đây là một trong những hình ảnh để minh họa cho việc chặt phá rừng bừa bãi đang diễn ra ở Việt Nam như thế nào. Cây gỗ bị chặt ngổn ngang, trong rừng thì chỉ còn lại những cây con, cây nhỏ. Nguyên nhân thứ hai đó là do một số bộ phận người dân còn tình trạng đốt rừng làm nương rẫy này, hay là ở khu vực đồng bằng thì cái việc lạm dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học trong sản xuất nông nghiệp hay chất thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt của người dân vẫn còn nhiều. Người dân thì chưa có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ đất đai. Đó, các bạn thấy hình ảnh không? Khi mà người ta sử dụng xong thuốc trừ sâu, phân bón hóa học thì người ta vứt ngổn ngang vỏ chai hay là túi ni lông ra môi trường. Điều này sẽ nguy hại đến cái đất đai ở Việt Nam. Một trong những nguyên nhân khác mà chúng ta cũng có thể kể đến đó là do thiên tai hay là biến đổi khí hậu thì nó cũng làm suy giảm tài nguyên đất ở nước ta. Đứng trước tình trạng đất đai ở Việt Nam đang ngày càng bị suy thoái như vậy, thì theo các bạn, chúng ta sẽ cần có những giải pháp như thế nào? Cô gợi ý nhé, chúng mình hãy xuất phát từ những nguyên nhân và đưa ra những giải pháp. Những giải pháp này chúng ta có thể chia theo từng khu vực khác nhau. Ví dụ ở khu vực đồi núi, đất đai đang diễn ra như thế nào? Thì chúng ta sẽ có giải pháp tương ứng. Ở khu vực đồng bằng thì sao? Rồi, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một số giải pháp nhé. Ở đây chúng ta có thể thấy, nếu như ở khu vực đồi núi, đất đai bị xói mòn, sạt lở, thì chúng ta sẽ cần phải có những biện pháp để chống xói mòn trên đất dốc bằng cách là áp dụng tổng thể các biện pháp thủy lợi hay là các biện pháp canh tác như là làm ruộng bậc thang này, đào hố vẩy cá này, hay là trồng cây theo băng. Chúng ta cũng cần phải quan tâm đến việc cải tạo đất hoang, đồi trọc bằng các biện pháp nông, lâm kết hợp. Hay là ở khu vực đồi núi thì cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ rừng và đất rừng. Chúng ta cũng cần tổ chức định canh, định cư cho dân cư ở khu vực miền núi. Tại sao phải tổ chức định canh, định cư các bạn có biết không? Nếu như chúng ta tổ chức định canh, định cư cho người dân đảm bảo được kế sinh nhai của mình, đúng không? Đảm bảo được nơi ở của mình, thì họ sẽ không đi chặt phá rừng bừa bãi nữa, mà họ sẽ canh tác ở khu vực họ sinh sống thôi. Đó. Tiếp tục, ở khu vực đồng bằng thì cần có những giải pháp gì để chống thoái hóa đất đai nhỉ? Đồng bằng là nơi mà sử dụng đất chủ yếu trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, ví dụ như là trồng lúa nước. Thế mà canh tác mãi thì đất nó cũng sẽ bị bạc màu, đúng không? Bị mất hết chất dinh dưỡng khi mà người ta sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu, phân bón hóa học. Hay là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta,
thì xảy ra tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn. Vậy giải pháp ở đây là gì? Chúng ta cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ và có kế hoạch mở rộng diện tích đất nông nghiệp. Đồng thời thì chúng ta cũng cần phải áp dụng các biện pháp, các khoa học kỹ thuật để thâm canh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Cần kết hợp các công tác hợp lý này, chống bạc màu này, chống nhiễm mặn, nhiễm phèn. Hay là bón phân cải tạo đất một cách thích hợp, chứ không phải là bón phân hóa học quá nhiều như hiện nay nữa. Chúng ta cũng cần lưu ý đến vấn đề gì? Vấn đề chống ô nhiễm đất do các chất độc hóa học, do thuốc trừ sâu, do chất thải công nghiệp chứa các chất độc, chất bẩn, nhiều vi khuẩn gây bệnh cho đất. Và khi mà đất nó bị nhiễm khuẩn rồi thì đương nhiên cây trồng trồng trên đất đấy cũng sẽ bị nhiễm khuẩn, đúng không nào? Đó, vậy là mỗi một khu vực chúng ta sẽ có những biện pháp phù hợp khác nhau nhé. Rồi, tiếp tục, ở các đô thị thì sao? Ở các đô thị thì chúng ta sẽ cần phải kiểm soát chặt chẽ các chất thải này, hay là kiểm soát các cái hoạt động thải các chất thải của các công ty, nhà máy, xí nghiệp của con người vào đất. Các bạn thân mến, như vậy là thông qua phần này, cô và các bạn đã cùng nhau phân tích các giải pháp để có thể chống suy thoái đất đai ở Việt Nam. Trong sách giáo khoa thì cũng có đề cập đến rất nhiều các giải pháp khác nữa, thì xin mời các bạn sẽ đọc thêm trong sách giáo khoa nhé. Còn ở trên bảng của cô Hiên thì cô sẽ chia theo giải pháp tương ứng với các khu vực. Và chúng ta cũng sẽ đọc kỹ cho cô thông tin này, bởi vì khi đi thi người ta sẽ có thể hỏi mình những câu hỏi, ví dụ giải pháp chống thoái hóa đất đai ở khu vực miền núi là gì? Thì giải pháp này nó sẽ khác với đồng bằng, khác với khu vực đô thị, đúng không nào? Thì chúng ta cần phải phân biệt rất rạch ròi. Hiện nay thì ở Việt Nam của chúng ta cũng đang rất tích cực trong công tác chống thoái hóa đất đai, tích cực chống sa mạc hóa ở một số khu vực. Các bạn có thể quan sát trên màn hình những sự kiện, những chương trình mà Việt Nam đã tham gia trong việc chống sa mạc hóa. Và từ đó thì chúng ta cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Ví dụ như là một số vùng đất khô hạn ở Việt Nam thì có dấu hiệu bị suy thoái, chúng ta đã có những biện pháp kịp thời. Ví dụ như là chúng ta có thể trồng các loại cây thanh long, nho, tỏi, mắc ca, thậm chí là cả những cây thân gỗ như là xoan, chịu hạn, đã mang lại thu nhập cho người dân, vừa mang lại thu nhập và vừa bảo vệ đất đai. Vùng cát ở duyên hải miền Trung ở nước ta, nhiều vùng ví dụ như là Quảng Trị này, Quảng Bình, Quảng Nam, vân vân, đang dần được hồi phục và chuyển sang trạng thái từ cát sang đất với màu xanh bạt ngàn của rừng phi lao hay là của keo lá liềm ở vùng ven biển. Đó rõ ràng là những cái dấu hiệu tích cực, đúng không? Và cũng là nỗ lực của Việt Nam trong việc chống sa mạc hóa và giảm bớt tình trạng hạn hán. Hy vọng là trong tương lai, chúng ta sẽ nhìn thấy những gam màu xanh được phủ rộng hơn trên giải đất hình chữ S. Rồi, tiếp tục, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần số 2 để cùng nhau tìm hiểu về tài nguyên sinh vật ở Việt Nam. Biểu hiện của sự suy giảm tài nguyên sinh vật ở nước ta được thể hiện thông qua hai yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất đó là sự suy giảm tài nguyên rừng. Và yếu tố thứ hai đó là sự suy giảm đa dạng sinh học. Rồi, ngay bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng quan sát lên bảng số liệu ở trên màn hình của cô. Đây là bảng số liệu thể hiện diện tích rừng của Việt Nam giai đoạn 1943 đến năm 2021. Vậy, hãy dựa vào bảng số liệu này, em hãy nhận xét cho cô về diện tích rừng của nước ta trong giai đoạn từ 1943 đến năm 2021 như thế nào? Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhận xét theo hàng ngang nhé.
Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhận xét về tổng diện tích rừng. Thì năm 1943 tổng diện tích rừng của chúng ta là 13,4 triệu hecta. Con số này đã bị giảm đi cho đến năm 2010, nó chỉ còn là 13,4 triệu hecta thôi, đúng không? Rồi, tiếp tục, từ năm 2010 cho đến năm 2021 thì tổng diện tích rừng ở nước ta lại có xu hướng tăng lên. Trong tổng diện tích rừng này thì chúng ta sẽ chia ra thành hai loại rừng, đó là diện tích rừng tự nhiên và diện tích rừng trồng. Diện tích rừng tự nhiên các bạn thấy đang có xu hướng như thế nào đây? Đang có xu hướng giảm dần qua các năm, đúng không? Thế còn diện tích rừng trồng thì sao nào? Diện tích rừng trồng thì đang có xu hướng tăng dần qua các năm. Qua đây chúng ta sẽ rút ra được điều gì đây? Chúng ta thấy hệ sinh thái rừng nguyên sinh ở nước ta còn khá là ít. Năm 2021 thì hệ sinh thái rừng nguyên sinh, tức là rừng tự nhiên ấy, nó chỉ còn khoảng 10,1 triệu hecta. Trong đó thì bây giờ diện tích rừng thứ sinh, đúng không? Thì khá là lớn. Và ở nước ta thì còn có hệ sinh thái rừng ngập mặn và các dạng san hô, tuy nhiên thì hiện nay cũng đang bị giảm đáng kể. Bên cạnh về sự suy giảm tài nguyên rừng thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo, đó là sự suy giảm của các loại tài nguyên sinh vật. Cụ thể nó được biểu hiện như thế nào? Số lượng cá thể các loài động vật hoang dã ở Việt Nam thì đang bị suy giảm một cách nghiêm trọng. Một số loài thì có nguy cơ bị tuyệt chủng. Và chính cái sự suy giảm số lượng cá thể cũng như suy giảm số lượng loài, nó sẽ làm cho các nguồn gen di truyền ở Việt Nam cũng bị suy giảm. Theo các bạn thì sẽ có những nguyên nhân nào dẫn đến suy giảm tài nguyên sinh vật ở nước ta? Chúng ta thấy nguyên nhân quan trọng nhất và cũng là nguyên nhân đầu tiên chúng ta cần phải kể đến, đó là do sự khai thác sinh vật quá mức trong nhiều năm của con người. Hay là một số nguyên nhân khác, ví dụ như là do thiên tai hay do biến đổi khí hậu. Thế nhưng nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng suy giảm nghiêm trọng nhất vẫn phải kể đến, đó là do con người, đúng không nào? Các hoạt động ví dụ như là đốt rừng làm nương rẫy này, du canh du cư, hay khai thác lâm sản quá mức, hay đưa chất thải ra môi trường mà không qua xử lý, cũng đã đe dọa đến sự sinh tồn của các loài sinh vật ở nước ta. Trước đây thì ở một số nơi của Việt Nam, sinh vật rất là phong phú và đa dạng. Cô có thể lấy ví dụ, đó là ở khu vực vườn quốc gia Tràm Chim chẳng hạn, hay là ở vùng đất ngập nước ven phá Tam Giang, Cầu Hai, Thừa Thiên Huế. Thì ở đây là những khu vực mà có tính đa dạng sinh học rất là cao, với hơn 900 loài động thực vật. Và đây là nơi sinh sản phần lớn của các loài thủy sản có trong vùng đầm phá. Đây cũng là một trong những điểm dừng chân của nhiều loài chim di trú theo mùa. Số lượng loài chim quý tuy là không nhiều, thế nhưng mà người dân thường bắt gặp mỗi khi ra đồng. Còn có các loài ví dụ như là gà nước này, cò, vạc. Thế nhưng mà mỗi lần chúng tìm kiếm thức ăn hay là trú ngụ thì người dân hiện nay họ đã có những cái bẫy để bẫy chim hay là bẫy cò ở đây. Nó dẫn đến cái tình trạng là dần dần chim cò không về đây để di trú nữa, và cái sự đa dạng sinh học ở đây nó cũng bị suy giảm một cách nghiêm trọng. Trên màn hình các bạn có thể nhìn thấy, đó là hình ảnh kiểm lâm đang thả một số loài động vật hoang dã quý hiếm về với rừng tự nhiên. Bởi vì con người đã bắt chúng, đúng không? Đấy, con người bắt để sử dụng vào các mục đích thương mại khác nhau. Hay là một ví dụ khác nữa, đó là vườn quốc gia Tràm Chim. Nói đến vườn quốc gia Tràm Chim ở Đồng Tháp thì chắc hẳn các bạn cũng sẽ nghĩ ngay đến đây là nơi mà có rất nhiều chim, đúng không? Và chính xác là như vậy. Trước đây thì ở đây có khoảng 7.000 loài cò ốc và hàng chục nghìn loài chim di cư khác nhau cư ngụ ở đây. Và
Nơi này thì hiện nay gần như là vắng bóng, chỉ còn lại lác đác một số con đàn tìm đến. Minh chứng là năm 2019 ấy, thì chỉ có 4 con sếu đầu đỏ về đây. Còn năm 2020 thì gần như là không thấy con nào di cư về đây cả. Tương tự như tình trạng ở vườn quốc gia Tràm Chim thì tại thành phố Cần Thơ, nơi đây là vườn của chim bằng lăng thì cũng đã bị giảm đi nghiêm trọng trong thời gian gần đây rồi. Như vậy chúng ta có thể thấy là cái sự đa dạng sinh học ở Việt Nam nó đang bị suy giảm dần, chủ yếu là do các hoạt động của con người. Vậy đứng trước tình trạng này, theo các bạn, chúng ta cần có những giải pháp như thế nào? Trong sách giáo khoa thì cũng đã nêu ra rất nhiều những giải pháp cụ thể. Thì xin mời các bạn sẽ đọc thêm thông tin trong sách giáo khoa về những giải pháp này nhé. Và bên cạnh những giải pháp mà thông tin trong sách giáo khoa có đề cập, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý đến vấn đề tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm, hay là cần đẩy mạnh việc tuyên truyền người dân từ bỏ thói quen sử dụng động vật hoang dã quý hiếm. Bởi vì một số bộ phận người dân thì nghĩ rằng sử dụng ngà voi này hay là sử dụng cao hổ, đúng không, thì sẽ chữa được bệnh này bệnh kia. Thế nhưng mà đó hoàn toàn là những cái suy nghĩ mà không có căn cứ. Và chính vì cái điều này dẫn đến tình trạng là con người đã săn bắn động vật trái phép. Đó. Chúng ta cũng cần phải thay đổi cái suy nghĩ là sử dụng những sản phẩm từ động vật hoang dã, quý hiếm, làm công cụ cho sức khỏe như là thần dược để chữa bệnh. Từ đó thì chúng ta sẽ không đánh đổi sự sống của động vật hoang dã quý hiếm nữa. Và như vậy thì chúng ta mới có thể bảo vệ được các loài động thực vật quý hiếm. Hiện nay thì Việt Nam của chúng ta cũng đã có những cái sự quan tâm nhất định cho việc bảo tồn sự đa dạng sinh học. Ví dụ như chúng ta đã xây dựng chiến lược quốc gia về sự đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với những con số mà có thể nói là nếu như đạt những mục tiêu này thì nó sẽ góp phần bảo vệ sự đa dạng sinh học đáng kể. Hay là một số tổ chức cá nhân cũng đã tham gia vào việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ ngôi nhà chung của các loài động vật. Bên cạnh sự suy giảm tài nguyên đất và tài nguyên sinh vật, thì sự suy giảm tài nguyên nước ở Việt Nam cũng là một trong những vấn đề đáng báo động. Xin mời các bạn sẽ cùng quan sát lên những hình ảnh ở trên màn hình của cô Hiên, kết hợp với hiểu biết của bản thân các bạn, để nêu cho cô hiện trạng suy giảm tài nguyên nước ở nước ta hiện nay đang diễn ra như thế nào. Ở Việt Nam của chúng ta hiện nay thì nguồn nước mặt, đó là ở sông, ở hồ của nhiều nơi thì đang bị suy giảm và bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguồn nước ngầm ở một số khu vực thì bị hạ thấp đáng kể. Ở nhiều khu vực, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì còn xảy ra tình trạng thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và cho sản xuất vào mùa khô. Trên hình ảnh này thì các bạn sẽ nhìn thấy ruộng đồng thì nứt nẻ, lúa cháy trắng bông, đúng không? Người nông dân thì chỉ biết khóc thương cho những cánh đồng đã bị khô hạn mà không biết làm thế nào. Vậy chúng ta sẽ cần đi tìm hiểu xem có những nguyên nhân gì dẫn đến tình trạng nước ở Việt Nam nó lại bị suy giảm như vậy, đặc biệt là nguồn nước sạch thì đang ngày càng khan hiếm. Nguyên nhân thứ nhất đó là do tình trạng biến đổi khí hậu. Nguyên nhân thứ hai đó là do chất thải sinh hoạt và sản xuất của người dân thải bừa bãi ra môi trường, làm cho nguồn nước bị ô nhiễm. Và nguyên nhân thứ ba đó là do con người đã lạm dụng phân hóa học trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Rồi một tình trạng nữa đó là tình trạng phá rừng đầu nguồn. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho dòng chảy. Từ những nguyên nhân này thì chúng ta sẽ cần đề xuất các giải pháp. Theo các bạn học sinh, chúng ta sẽ cần thực hiện những giải pháp gì để hạn chế tình trạng suy giảm tài nguyên nước ở Việt Nam?
Giải pháp thứ nhất chúng ta sẽ cần phải thực hiện đó là gì nhỉ? Đó là nhà nước sẽ cần ban hành các bộ luật về việc sử dụng hợp lý tài nguyên nước. Thứ hai, đó là chúng ta sẽ cần phải thống nhất trong việc quản lý tài nguyên nước. Thứ ba, chúng ta sẽ cần khai thác sử dụng tài nguyên nước một cách hợp lý, tiết kiệm và sử dụng tổng hợp tài nguyên nước. Thứ tư, đó là chúng ta sẽ cần bảo vệ và duy trì nguồn nước quan trọng, ví dụ như là nguồn nước ở ao, hồ, sông hay là ở khu vực bãi biển để bảo đảm cho sự tái sử dụng nguồn nước tự nhiên. Và chúng ta cũng không quên trong việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc sử dụng tài nguyên nước. Và có một số giải pháp cụ thể trong việc bảo vệ và sử dụng hợp lý cái nguồn nước sạch, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ cần giữ gìn nguồn nước sạch này hay sử dụng một cách tiết kiệm, tránh lãng phí. Trong vấn đề sử dụng tiết kiệm và tránh lãng phí thì có một số giải pháp cụ thể hơn đã được nêu ra ở đây, các bạn có thể tham khảo. Chúng ta sẽ giảm lãng phí khi sử dụng nước vào các hoạt động hàng ngày, ví dụ như là tiết kiệm nước dội vào nhà vệ sinh này, hay là tắt vòi nước khi mà đánh răng, hạn chế xả nước liên tục khi mà chúng ta rửa chén, giặt đồ, kiểm tra, bảo trì, cải tạo lại đường ống, bể chứa nước để đảm bảo chống thoát nước. Hay là chúng ta cũng cần phải dùng lại nguồn nước ở bể bơi hay là nước mưa và những việc thích hợp, ví dụ như là cọ rửa sân hay là tưới cây, vân vân. Các bạn thân mến, như vậy, thông qua nội dung phần số 1, chúng ta đã cùng nhau đi phân tích về vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đó là tài nguyên đất, tài nguyên sinh vật và tài nguyên nước. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về hiện trạng các loại tài nguyên thiên nhiên này đang bị suy giảm như thế nào. Chúng ta cùng nhau phân tích về nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm đó và từ đó chúng ta sẽ đề xuất ra các giải pháp. Bên cạnh về vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên thì một vấn đề nữa cũng đang rất nhức nhối, đó là vấn đề về ô nhiễm môi trường. Vậy, vấn đề ô nhiễm môi trường đang diễn ra như thế nào và chúng ta sẽ cần phải làm gì, cần phải hành động ra sao? Thì cô mời các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang phần số 2 La Mã. Vấn đề sử dụng, vấn đề về môi trường. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta đang có xu hướng ngày càng gia tăng, nhất là ô nhiễm môi trường không khí và ô nhiễm nước. Chất lượng môi trường ở nhiều nơi cũng bị suy giảm nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Và bây giờ, cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về vấn đề ô nhiễm không khí. Hãy dựa vào thông tin trong sách giáo khoa cộng với một số thông tin ở trên màn hình. Các bạn hãy đưa ra cho cô một số nhận xét về tình trạng ô nhiễm không khí ở nước ta hiện nay đang diễn ra như thế nào. Và có những nguyên nhân gì dẫn đến tình trạng này vậy? Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải hiểu ô nhiễm không khí là gì, đúng không? Ô nhiễm không khí chính là sự biến đổi tính chất vật lý, hóa học, sinh học của các thành phần không khí và nó gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Ở nước ta thì tình trạng ô nhiễm không khí diễn ra chủ yếu ở các thành phố lớn, ở những nơi mà đông dân, ví dụ như Hà Nội này, thành phố Hồ Chí Minh, hay là ở khu vực đô thị có các hoạt động công nghiệp phát triển và dọc theo các tuyến đường có mật độ các phương tiện giao thông lớn. Năm 2023 thì ô nhiễm không khí ở nước ta xảy ra tập trung tại một số thời điểm trong năm. Ô nhiễm không khí thì nguyên nhân chủ yếu là gì nhỉ các bạn nhỉ? Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí ở nước ta đó là gì nào? Đó là do hoạt động giao thông vận tải. Đây là một trong những nguồn nguyên nhân mà gây ô nhiễm chủ yếu đối với không khí ở nước ta, đặc biệt là ở các đô thị và ở các tuyến đường giao thông lớn. Ô nhiễm không khí ấy, thì do bụi mịn PM2.5 và nó có biểu hiện rõ rệt
điển hình vào các tháng mùa đông ở miền Bắc các bạn nhé. Và nó sẽ có xu hướng tăng so với trung bình của năm trước. Đó, ví dụ như năm 2022 thì ở nước ta đang có xu hướng tăng, năm 2023 tăng so với năm 2022. Thế còn đối với các khu vực nông thôn, miền núi thì chất lượng môi trường, không khí khá là sạch. Tuy nhiên thì một số nơi cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi hoạt động của các làng nghề hay là hoạt động tiểu thủ công nghiệp, khai thác khoáng sản. Nó cũng sẽ làm cho cái chất lượng môi trường không khí có dấu hiệu bị ô nhiễm cục bộ. Ở một số nguyên nhân khác nữa chúng ta có thể liệt kê, ví dụ như do hoạt động xây dựng, nhất là ở các đô thị này hay là các khu vực dân cư, hay là hoạt động nông nghiệp của người dân, ví dụ như người dân chăn nuôi, đốt rơm rạ, lạm dụng thuốc trừ sâu hay thuốc bảo vệ động vật, vân vân. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ cùng tìm hiểu loại ô nhiễm môi trường thứ hai, đó là ô nhiễm môi trường nước. Hãy dựa vào những thông tin mà cô Hiên cung cấp trên màn hình cộng với hiểu biết của bản thân mình để rút ra cho cô những nhận xét xem hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam đang diễn ra như thế nào. Ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam thì đây là hiện tượng mà nguồn nước trong tự nhiên, ví dụ như là nguồn nước mặt hay là nguồn nước mặn, nguồn nước ngầm, nó bị nhiễm bẩn, rồi nó làm thay đổi các thành phần, các tính chất theo hướng xấu đi, và nó chứa nhiều các chất độc hại với hàm lượng cao, gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người và đặc biệt là cho các sinh vật sống ở dưới nước. Hiện nay thì ô nhiễm nguồn nước nó là mối đe dọa với sự phát triển kinh tế xã hội và là vấn đề là một trong những vấn đề thách thức với an ninh tài nguyên nước ở Việt Nam. Tình trạng nguồn nước thì nó đang diễn ra ô nhiễm cục bộ ở nhiều nơi, ví dụ như là ở lưu vực của các con sông chẳng hạn, thì nó sẽ thường lưu vực của sông mà bị ô nhiễm thì nó kéo theo cả một vùng rộng lớn cũng sẽ bị ô nhiễm theo, đúng không nào? Vậy theo các bạn, có những nguyên nhân gì dẫn đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở nước ta hiện nay? Nguyên nhân thứ nhất chúng ta có thể kể đến đó là do sự gia tăng nguồn nước thải từ các ngành kinh tế và nước thải sinh hoạt của người dân, đặc biệt là ở các thành phố, các trung tâm công nghiệp. Điều này thì đã gây ảnh hưởng trực tiếp, đã gây ô nhiễm nặng nề đến nguồn nước ở Việt Nam. Cô có thể lấy ví dụ đó là ở thành phố Hà Nội, nổi tiếng với dòng sông Tô Lịch đúng không? Mà ở phần trước thì chúng ta cũng đã nhìn thấy hình ảnh sông Tô Lịch xưa và nay. Hiện nay thì dòng sông Tô Lịch rất là ô nhiễm. Đó là một dòng sông chảy quanh thành phố Hà Nội. Đáng lý ra nó phải rất là thơ mộng, đúng không? Nhưng mà hiện nay ấy, cứ đi cạnh những tuyến đường gần sông Tô Lịch thôi, người ta sẽ phải bịp khẩu trang kín mít, thậm chí là phải bịp hai khẩu trang, vì cái mùi hôi thối nó bốc lên rất là khó chịu. Nguyên nhân nữa mà chúng ta có thể kể đến đó là gì đây ạ? Đó là do tình trạng khai thác quá mức tài nguyên nước và do tác động của biến đổi khí hậu. Sự phân mùa của các dòng chảy nó đã làm cạn kiệt nguồn nước vào mùa khô, đặc biệt là ở các đồng bằng lớn, ví dụ như đồng bằng sông Cửu Long chẳng hạn. Nó đã góp phần làm gia tăng nồng độ của các chất gây ô nhiễm ở trong nước. Ngoài tình trạng ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm không khí, thì hiện nay tình trạng rác thải nhựa cũng đang tràn lan ở ngoài môi trường. Theo thống kê thì rác thải nhựa đang gia tăng nhanh chóng. Năm 2014 thì khoảng 1,8 triệu tấn, nhưng mà đến năm 2016 thì đã có khoảng 2,0 triệu tấn. Và đến nay, tức là tính đến năm 2021 thì có khoảng 3,27 triệu tấn rác thải nhựa được tạo ra tại Việt Nam. Một con số rất là lớn đúng không nào? Rác thải nhựa đổ ra môi trường biển mỗi năm là khoảng 0,28 đến 0,73 triệu tấn trên một năm, chiếm khoảng 6% tổng lượng rác thải nhựa xả ra biển của thế giới.
Riêng hai thành phố lớn ở Việt Nam, đó là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thì trung bình mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 80 tấn rác thải nhựa và túi ni lông. Ôi trời ơi, các bạn thấy được cái hiện trạng sử dụng rác thải nhựa, túi ni lông nó làm ô nhiễm môi trường đến mức độ như thế nào. Và quan sát vào vòng đời của nhựa, theo thông tin mà cô Hiên thu thập được, thì các bạn sẽ thấy nhựa hay là túi ni lông sẽ rất là khó phân hủy ở trong môi trường. Ví dụ túi nhựa là túi ni lông ấy thì sẽ phải mất 20 năm, nhưng mà cốc cà phê là 30 năm, ống hút nhựa là 200 năm. Hay là vòng đời của những cái cốc nhựa như thế này, đấy, cốc sử dụng một lần ấy, đó là 450 năm. Trời ơi, như vậy mà mỗi một năm chúng ta xả bao nhiêu tấn, triệu tấn rác thải nhựa ra môi trường như vậy, thì thử hỏi là mất bao nhiêu năm mới có thể phân hủy được, đúng không nào? Tại Việt Nam thì bình quân mỗi một hộ gia đình sẽ sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông trong một tháng. Và chưa có số liệu mới nhất, tuy nhiên thì theo thống kê của Hiệp hội Nhựa Việt Nam ấy, thì trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 2015, số lượng mà tiêu thụ nhựa tại Việt Nam đã gia tăng chóng mặt từ 3,8 kg trên một người trên một năm, thì bây giờ đã lên đến con số là khoảng 41 kg trên một người trên một năm. Vậy, đứng trước những thách thức về ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay, thì theo các bạn, chúng ta sẽ cần có những giải pháp như thế nào để có thể bảo vệ môi trường? Chúng ta sẽ cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, chứ không thực hiện đơn lẻ các giải pháp. Bởi vì nếu như chúng ta thực hiện đồng bộ và tất cả các cấp, các ngành cũng như toàn bộ các bộ phận người dân cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường thì mới có thể kiểm soát được vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay. Thứ nhất, đó là chúng ta cần kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, bảo tồn sự đa dạng sinh học. Thứ hai, chúng ta cần thực hiện tốt luật bảo vệ môi trường. Và thứ ba, chúng ta cần tăng cường nghiên cứu, áp dụng khoa học, công nghệ trong bảo vệ môi trường. Và mỗi một người dân thì cần phải có ý thức phân loại rác thải, để những loại rác hữu cơ thì chúng ta có thể tái chế, hay là một số loại rác thì chúng ta có thể thu thập sau đó bán cho các cái cơ sở tái chế, ví dụ như là những chai nhựa, đúng không nào? Đặc biệt, chúng ta cần tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức trong cộng đồng, để mỗi một người dân đều có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường. Ngoài những biện pháp liệt kê ở trên thì chúng ta cũng có thể thực hiện được những cái hành động thiết thực để góp phần bảo vệ môi trường. Mà cô nghĩ là những hành động này thì bản thân học sinh chúng ta cũng có thể thực hiện được. Ai cũng có thể thực hiện được. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là sử dụng những nguồn năng lượng sạch hay là tiết kiệm năng lượng. Ví dụ như chúng ta cũng góp phần bảo vệ cây xanh, giữ gìn trồng cây xanh, hay là sử dụng các chất liệu từ thiên nhiên. Đi chợ thì thay vì việc là chúng ta sử dụng quá nhiều túi ni lông, đúng không? Chúng ta có thể mang theo giỏ đựng này, hay là mang theo những túi đựng mà chúng ta đã tích trữ trước ở nhà để chúng ta tái chế. Nhân đây thì cô Hiên cũng xin giới thiệu với các bạn một số cách khác mà cô Hiên cũng tìm hiểu và tham khảo được để chúng ta có thể giảm thiểu việc sử dụng nhựa trong cuộc sống hàng ngày. Thứ nhất, đó là chúng ta mang theo túi đựng khi đi mua sắm. Cái này thì cô Hiên vừa nhắc đến xong, đúng không? Thứ hai, chúng ta có thể mang theo bình đựng nước để có thể dùng lại. Thứ ba, chúng ta có thể dùng ly cá nhân thay cho ly nhựa, và đặc biệt là những loại ly dùng một lần. Thứ tư, chúng ta có thể dùng hộp chứa mà có thể dùng lại để có thể đựng thức ăn hàng ngày. Thứ năm, chúng ta sẽ không sử dụng ống hút hay là dao, nĩa mà dùng một lần. Thay vào đó chúng ta có thể sắm những cái ống hút hay là dao, nĩa mà làm bằng nhôm chẳng hạn. Đó, để chúng ta có thể sử dụng. Tiếp tục, chúng ta không sử dụng túi ni lông, hay là chúng ta sẽ sống chậm lại, đúng không?
Thay vì việc là mua những cái đồ ăn nhanh thì đương nhiên sẽ có nhiều túi ni lông hay có nhiều rác thải, thì chúng ta có thể sử dụng những cái đồ ăn mà nó thân thiện với môi trường hơn. Chúng ta cũng nên giữ đồ ăn thừa ở trong hộp thủy tinh thay cho việc sử dụng đồ nhựa ở trong tủ lạnh. Và điều quan trọng là hãy chia sẻ điều này đến với nhiều người khác để mỗi người cùng chung tay giảm thiểu rác thải nhựa trong môi trường. Nhắc đến vấn đề ô nhiễm môi trường thì như ban đầu chúng ta có đề cập đến về tình trạng ô nhiễm không khí ở Việt Nam hiện nay, đúng không nào? Và cô Hiên cũng sẽ giới thiệu với các bạn một số khuyến cáo của Bộ Y tế đối với việc chúng ta đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí. Đặc biệt, tình trạng này xảy ra ở các thành phố lớn, nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Vậy thì chúng ta nên làm gì đây? Thứ nhất, khi ra ngoài thì chúng ta sẽ cần phải đeo khẩu trang, đấy là cái đương nhiên rồi. Nhưng mà hãy thường xuyên theo dõi chất lượng của không khí trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và nếu trong tình trạng được thông báo là môi trường không khí đang bị ô nhiễm thì chúng ta có thể hạn chế ra ngoài. Còn khi đi ra đường thì nên đeo những loại khẩu trang chất lượng có thể lọc bụi mịn. Thứ ba, chúng ta nên thường xuyên vệ sinh mũi, họng bằng nước muối sinh lý hay là sử dụng chúng sau khi mà chúng ta ra ngoài đường và trở về nhà. Thứ tư, chúng ta cũng nên chà rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ. Và thứ năm, chúng ta cố gắng không hút thuốc lá hoặc là hạn chế hút thuốc. Những người mà không hút thuốc ấy, thì sẽ cần phải tránh xa những khu vực mà có khói thuốc lá. Đó, để chúng ta tự bảo vệ sức khỏe cho mình. Rồi, các bạn thân mến, như vậy thông qua phần số 2, cô và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu để chúng ta thấy được bức tranh về ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay đang diễn ra như thế nào. Để từ đó, chúng ta sẽ có những giải pháp phù hợp. Và cô Hiên cũng đã giới thiệu với các bạn một số giải pháp mà rất thiết thực để chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như đảm bảo sức khỏe của bản thân mình. Để củng cố lại nội dung tiết học ngày hôm nay thì xin mời các bạn chúng ta sẽ đến với phần luyện tập. Câu hỏi thứ nhất như sau. Nguyên nhân làm suy giảm diện tích rừng tự nhiên ở nước ta chủ yếu do A. Cháy rừng, B. Chiến tranh, C. Ngập lụt hay D. Phá rừng, khai thác bừa bãi. Các bạn lưu ý nha. Nguyên nhân làm suy giảm diện tích rừng tự nhiên, từ khóa là rừng tự nhiên này, chủ yếu do, tức là nguyên nhân nào là nguyên nhân tác động nhiều nhất đấy. Vậy thì đáp án chính xác đó là đáp án D, đó là tình trạng phá rừng, khai thác rừng bừa bãi, đúng không? Hiện nay thì không còn chiến tranh xảy ra ở Việt Nam nữa, nhưng mà diện tích rừng tự nhiên vẫn bị suy giảm. Đấy, thì nguyên nhân chính đó là do con người. Tiếp tục, câu số 2. Nhận định nào sau đây đúng nhất về tài nguyên rừng của nước ta hiện nay? A. Đang được phục hồi cả về số lượng và chất lượng. B. Tổng diện tích đang được phục hồi nhưng chất lượng rừng vẫn suy giảm. C. Đang tiếp tục bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng. Hay D, chất lượng được phục hồi nhưng diện tích bị suy giảm nhanh chóng. Nào, xin mời các bạn. Khi tìm hiểu về sự suy giảm tài nguyên sinh vật thì các bạn đã cùng với cô nhận xét một cái bảng số liệu liên quan đến sự suy giảm tài nguyên rừng ở nước ta, đúng không? Vậy thì đáp án chính xác đó là đáp án B. Chúng ta thấy rõ ràng tổng diện tích rừng ở Việt Nam đang tăng lên. Thế nhưng diện tích rừng tự nhiên nó bị giảm đi do con người chặt phá. Còn diện tích rừng trồng tăng lên thôi. Tuy nhiên thì rừng trồng thì chủ yếu là những cây non, đúng không? Những cây nhỏ nên chất lượng rừng nó vẫn còn kém. Vì vậy nhìn chung mà chất lượng rừng thì vẫn đang bị suy giảm. Được chưa nhỉ? Rồi, tiếp tục câu số 3 này. Biện pháp nào sau đây được sử dụng trong việc bảo vệ đất ở đồng bằng? Vấn đề liên quan đến bảo vệ đất, nhưng khoanh vùng phạm vi này, người ta nói rõ ở đồng bằng. Thế thì sẽ khác với các biện pháp ở đồi núi,
hay các biện pháp ở đô thị? Và đáp án chính xác là... Đúng rồi, đáp án B. Chúc mừng các bạn. Chống nhiễm mặn, nhiễm phèn. Đồng bằng nào ở Việt Nam xảy ra cái tình trạng nhiễm mặn, nhiễm phèn, đặc biệt là vào mùa khô nhỉ các bạn nhỉ? Đúng rồi ạ, đó chính là đồng bằng sông Cửu Long. Rồi, còn các đáp án làm ruộng bậc thang, trồng cây theo băng hay đào hố vẩy cá, đây là những biện pháp mà chúng ta nên áp dụng ở khu vực đồi núi, khu vực mà có địa hình đồi núi dốc ấy, thì sẽ chống xói mòn, sạt lở đất đai, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Rồi, câu số 4 này. Tài nguyên nào sau đây vừa có ý nghĩa về mặt kinh tế, vừa có vai trò quan trọng trong việc cân bằng sinh thái môi trường? A. Tài nguyên đất. B. Tài nguyên du lịch. C. Tài nguyên rừng. Hay D. Tài nguyên khoáng sản? Và đáp án chính xác ở đây đó là đáp án C. Bởi vì tài nguyên này vừa có ý nghĩa về mặt kinh tế, khi người ta trồng rừng, đúng không? Thì người ta sẽ được khai thác những cây gỗ mà người ta trồng rừng đấy. Đó, thì rõ ràng là có lợi về mặt kinh tế rồi. Và đương nhiên, rừng là cây xanh sẽ góp phần bảo vệ môi trường, cung cấp khí oxy, lọc không khí. Đó, chỉ có tài nguyên này là tài nguyên đáp ứng được cả hai cái yêu cầu mà câu hỏi đưa ra. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 5. Đây là một trong những hình thức thi mới theo chương trình của Bộ Giáo dục mà đề thi minh họa 2025 đã đưa ra. Vậy thì cô và các bạn sẽ cùng làm quen với những hình thức thi này nhé. Đó là những câu trả lời dạng ngắn. Rồi, câu này xin mời các bạn sẽ dựa vào bảng số liệu ở trong sách giáo khoa cũng có đề cập đến đấy. Thì hãy đưa ra cho cô những câu trả lời tương ứng. Câu A này, trong giai đoạn từ năm 1943 đến năm 2021, tổng diện tích rừng nước ta tăng bao nhiêu triệu hecta? Nào, xin mời các bạn tính toán. Người ta hỏi tổng diện tích rừng thì các bạn cần nhìn vào hàng ngang thứ nhất. Đấy chưa? Lúc này chúng ta chỉ việc lấy năm 2021 trừ đi năm 2043 là sẽ ra là tăng bao nhiêu, đúng không? Thì chúng ta thấy 14,7 mà trừ đi 14,3 bằng 0,4 triệu hecta. Rồi, tiếp tục câu số 2. Từ năm 2010 đến năm 2021, diện tích rừng tự nhiên nước ta giảm bao nhiêu nghìn hecta và trồng được bao nhiêu nghìn hecta? Câu này tưởng dễ nhưng mà lại dễ nhầm này nha. Tỉnh táo. Thứ nhất, hãy chú ý giai đoạn. Người ta chỉ hỏi từ năm 2010 đến năm 2021 nhé. Người ta hỏi mình rừng tự nhiên, đúng không? Nào, ý thứ nhất là rừng tự nhiên. Giảm bao nhiêu? Muốn biết giảm bao nhiêu, chúng ta chỉ việc lấy năm 2010 trừ đi năm 2021. Tức là 10,3 trừ 10,1 thì sẽ ra bằng 0,2. Nhưng 0,2 thì đơn vị là gì hả các bạn? Đúng rồi, đơn vị là triệu hecta. Vấn đề câu hỏi người ta lại hỏi mình là nghìn hecta cơ. Thế thì 0,2 triệu hecta bằng bao nhiêu nghìn hecta nào? Bằng 200.000 hecta, đúng không? Triệu này, lùi dần nhá. Hàng triệu rồi xong đến hàng trăm nghìn xong đến hàng chục nghìn rồi đến hàng nghìn. Như vậy ta gạch chữ số dấu phẩy đi này. Chữ số 2 sẽ ở hàng trăm nghìn nhá. Thêm một chữ số 0 nữa là ở hàng chục nghìn nhé. Xong thêm một chữ số 0 nữa mới đến hàng nghìn. Được chưa? Thế thì nó sẽ ra bằng 200.000 hecta. Đấy, câu này là có thể một số bạn học ban xã hội là hơi lúng túng trong việc đổi từ triệu ra nghìn đấy. Bởi vì biết đâu vào phòng thi mình lại lúng túng, cái phần này bối rối thì sao, đúng không? Lưu ý nhé. Rồi tiếp tục, người ta hỏi là thế trồng được bao nhiêu nghìn hecta? Thì mình cần phải quan tâm đến rừng trồng ở dưới đây. Và vẫn là trong giai đoạn 2010 đến 2021, ta chỉ việc lấy 4,6 trừ đi 3,1 thì sẽ bằng 1,5 triệu hecta. Người ta hỏi nghìn hecta mình phải đổi ra nghìn thì bằng 150.000 hecta. Được chưa nào?
Vậy, như vậy là chúng ta đã vừa trải qua 5 câu hỏi để ôn luyện và củng cố lại nội dung tiết học ngày hôm nay. Phần cuối cùng đó là phần vận dụng. Phần vận dụng này thì các bạn hãy vận dụng những kiến thức mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu liên quan đến vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, để chúng mình sẽ thiết kế một poster này, hay là các bạn có thể sáng tác một đoạn nhạc, sáng tác một đoạn thơ hay viết một đoạn văn để tuyên truyền cho mọi người trong cộng đồng tham gia vào việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên cũng như bảo vệ môi trường ở địa phương em. Cái này thì tùy vào sự sáng tạo của các bạn cũng như tùy vào năng khiếu của chúng mình để chúng mình lựa chọn được hình thức làm sản phẩm cho phù hợp. Và vẫn như những video trước thì cô Hiên luôn mong đợi những sản phẩm học tập từ các bạn gửi cho cô Hiên thông qua việc comment ở bên dưới video của cô. Rồi, vậy tiết học ngày hôm nay của chúng mình tạm thời sẽ kết thúc ở đây nhé. Chúc các bạn học tập thật tốt. Thân ái, chào các bạn. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.